từ 0 giờ hôm nay 21 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu, biển hiệu xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng và xe du lịch. Tạm dừng hoạt động của các bến phà, bến khách ngang sông sang các tỉnh, thành phố lân cận. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét tạm dừng hoạt động tàu khách đối với việc vận chuyển hàng hóa không dừng đỗ tại các ga trên địa bàn tỉnh.